Xin chào các bạn. Đây là cuộc thám hiểm của hai nhà thám hiểm đến từ Láng Hạ và Mai Dịch. Mai Dịch rồi. Mai Dịch rồi. Đây sẽ là một cuộc thử nghiệm của tôi. Chúng tôi đã nghỉ cả một ngày rồi. Bây giờ thầy đang chụp chúng tôi đang nghỉ cả một ngày rồi. Thầy đang chụp chúng tôi đang nghỉ cả một ngày rồi. Để các bạn hiểu như thế nào là người đang nghỉ.